Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin công an giật tóc ép cung trẻ vị thành niên, viện kiểm sát nói chỉ là biện pháp nghiệp vụ. Cơ quan điều tra huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long có dấu hiệu ép cung và vi phạm nghiêm trọng tố tụng đối với ba trẻ vị thành niên bị quy kết tội cướp tài sản. Một cháu bị bắt giam vì tờ khai viết ra trong lúc bị nắm tóc giật, khai sai một ý là tát một cái và đe dọa bắt cả cha khi cháu yêu cầu được có mặt cha khi bị buộc lấy lời khai. Quá trình hỏi cung đều không có mặt người giám hộ, tức là cha hoặc mẹ là yêu cầu bắt buộc theo luật đối với trẻ vị thành niên. Không những thế, điều tra viên còn không cho ăn, chỉ cho uống nước và lấy cung vào ban đêm. Kết thúc hỏi cung lúc 24 giờ khuya. Đây là hình ảnh 3 trên 4 bị cáo là trẻ vị thành niên tại phiên tòa huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long hôm 26 tháng 11. Phỉ báng pháp luật và trưng cháo hơn nữa khi chính vị đại diện viện kiểm sát lý giật sự rằng việc nắm tóc giật là quá trình sử dụng nghiệp vụ điều tra, đâu phải lúc nào người phạm tội cũng nhận tội. Dường như trong tư duy của vị đại diện viện kiểm sát không hề có khái niệm ép cung là gì. Tòa cũng im lặng, không có ý kiến, mặc dù 3 trên 4 bị cáo đều là trẻ vị thành niên, cần được áp dụng thủ tục đặc biệt khác với người trưởng thành. Sở dĩ luật hình sự quy định những thủ tục thuộc độc đặc biệt đối với người chưa thành niên là vì mức độ phát triển tâm sinh lý chưa được hoàn thiện, cho nên việc áp dụng những biện pháp hỏi cung hay tạm giam đều phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt và việc có mặt của người giám hộ là bắt buộc, theo Điều 421 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Vào ngày 26 tháng 11, Tòa án Nhân dân huyện Bình Tân, Vĩnh Long đã đưa vụ án cướp tài sản ra xét xử. Bị cáo gồm Nguyễn Chí Hải, 19 tuổi, Nguyễn Minh Khang, Trần Thành Dinh cùng 15 tuổi và Nguyễn Hữu Thân, 17 tuổi, cùng sống tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, Hải và Nhân bị khởi tố bắt giam, Khang và Dinh bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hải và Nhân không thể tự đứng, cần đến sự hỗ trợ của các cán bộ công an. Theo cáo trạng, từ tháng 3 năm 2021 đến 20 tháng 4 năm 2021, Hải và đồng phạm đã đe dọa thực hiện 6 lần cướp tài sản của em P, 12 tuổi với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Trong đó có một lần bị hại E tự mang tiền đến tận nhà cho nhóm bị cáo. Tại phần xét hỏi, bị cáo Khang, Dinh và Hải thừa nhận có chặn đường đe dọa để lấy tổng cộng 14 triệu đồng của em E. Tuy nhiên, Nhân liên tục nói không biết hành vi của các bị cáo khác và kêu oan. Đây là theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ tại phiên tòa. Bị cáo Nhân khẳng định mình bị đe dọa trong quá trình viết bản tường trình nhận tội vào ngày 29 tháng 4 và không có cha mẹ đi cùng. Đây là hình ảnh bị cáo Nguyễn Hữu Nhân, 17 tuổi, tại tòa không thể đứng, phải được dìu đi sau 6 tháng bị giam giữ. Bị cáo Khang, Dinh cũng khai tận mắt thấy trưởng công an xã Tân Lược, huyện Bình Tân nắm tóc Nhân giật ngược ra phía sau lúc mở lên viết tường trình. Ngoài ra, bị cáo Nhân Hải còn khai có thời điểm bị điều tra viên ghi lời khai vào ban đêm và kết thúc hỏi cung lúc 24 giờ khuya nhưng không có cha mẹ hay luật sư. Có lúc bị cáo chỉ làm việc với điều tra viên, anh này bắt khai theo ý, khai sai ý sẽ bị tát một cái. Bị cáo Hải khai tại tòa như vậy. Tại phiên tranh luận, luật sư của bị cáo Nhân đề nghị tòa làm rõ 120 điểm bất thường trong kết luận điều tra cũng như việc lấy lời khai bị cáo khi không có người giám hộ. Luật sư cũng hỏi cháu bé bị hại lớp 6 với bản tường trình tố cáo do cháu ký, nhưng cháu khai cháu không viết, mẹ cháu cũng không viết, mà chính công an viết bảo cháu ký vào. Khi có sự tham gia của luật sư bảo chữa, điều tra viên và kiểm sát viên thì bị cáo Nhân kêu oan, nói bị ép cùng, đe dọa. Luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử làm rõ bản tường trình của một người bị hại tên là E là do điều tra viên tự viết ra rồi đưa cho bị hại ký, làm rõ trong hồ sơ vụ án có sửa chữa ngày tháng nhưng không ai ký tên. Do đó, luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra lại từ đầu. Đại diện viện kiểm sát cho rằng việc mời lấy lời khai bị cáo như trên là đúng, không trái luật. Do thời điểm đó, dịch bệnh phức tạp, lực lượng công an phải xử lý tố giác tội phạm nên không thể chờ. Còn việc nắm tóc giật là quá trình sử dụng nghiệp vụ điều tra, đâu phải lúc nào người phạm tội cũng nhận tội. Đại diện viện kiểm sát đã nói như vậy. Đây là hình ảnh
bản tự khai nhận tội của Nguyễn Hữu Nhân khi ấy bị nắm tóc giật ngược ra phía sau, có sự chứng kiến của hai bị cáo Khang và Dình. Trong khi luật sư cho rằng tại luật hình sự ai cũng biết rằng lấy lời khai trong lúc bị cưỡng bức, bị đe dọa đều không có giá trị nói lên sự thật. Nhưng cơ quan điều tra vẫn căn cứ vào đó để khởi tố bắt giam Nguyễn Hữu Nhân, một trẻ vị thành niên. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Ngọc Luân, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu Nhân, 17 tuổi, kể lại câu chuyện như sau. Cách đây khoảng 6 tháng, công an của một huyện tại vùng quê nghèo tỉnh Vĩnh Long khởi tố bắt giam 4 người. Một người trên 18 tuổi, hai người dưới 16 tuổi và em còn lại 17 tuổi là Nguyễn Hữu Nhân vì cho rằng lấy tiền của một em học sinh. Trước khi bắt, công an xã đã lấy lời khai của ba người khác nhưng không cho Nhân biết. Vào một buổi sáng, công an xã vào nhà lúc ấy Nhân đang đi học, bảo Nhân ra xã có chút chuyện. Chuyện gì thì họ không nói. Lúc này, gia đình bảo Nhân đi học nên khoảng hơn 11 giờ, công an vào lại nhà và đưa em đi cùng. Gần 1 giờ, gia đình không thấy em về nên xã tìm và muốn gặp con thì không được vào. Hơn 4 giờ chiều, Nhân được thả ra trong tinh thần hoảng loạn và cháu kêu là công an bắt viết tường trình, nhận tội từ lúc ra cho đến lúc được thả. Khi Nhân kể mình không biết gì nên lúc công an bảo em viết, em nói có biết gì đâu mà viết, và thế là bị túm tóc đe dọa, sẽ bắt giam không cho đi học. Em muốn được gặp ba mẹ thì công an nói bắt cả ba luôn. Cuối cùng em được hướng dẫn viết bản tường trình nhận tội. Dù vậy, Nhân về vẫn tự tin kể lại với gia đình mình không làm gì nên không sợ, dù cũng lo lắng. Lời em khai rõ ràng, rành mạch trước mặt viện kiểm sát và luật sư như vậy. Đây là hình ảnh Nguyễn Hữu Nhân khóc kêu oan tại tòa. Lập tức ngày hôm sau, công an khởi tố Nhân và bắt giam, căn cứ vào bản tường trình nhận tội. Dù theo luật quy định muốn bắt giam nghi can dưới 18 tuổi chỉ được áp dụng khi em ấy bỏ trốn hoặc đã áp dụng biện pháp ngăn chặn khác vân vân. Vì người dưới 18 tuổi là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ do tâm lý chưa ổn định, có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này. Cách đây gần 5 tháng, lần đầu tiên tôi vào trại giam gặp Nhân, em còn thoải mái nhưng hôm qua khủng hoảng, gầy đi, em kể mình không thể đi lại được vì tiền sử bệnh sốt xuất huyết bại liệt. Người cùng phòng giam vì thương nên đêm em không ngủ được là dậy bóp chân giúp. 5 tháng qua em cũng không được ra ngoài phơi nắng. Nói chung là tinh thần cháu rất hoảng loạn trước sự chứng kiến của viện kiểm sát, luật sư và người cha của mình. Quá trình lấy lời khai, Nhân liên tục kêu oan và khẳng định mình không biết gì rồi bật khóc. Hiện hai em dưới 16 tuổi nhận tội được cho tại ngoại, riêng cháu Nhân vì kêu oan nên vẫn đang bị tạm giam. Nhân kể ra công an xã khi bảo viết tường trình nhưng do không biết nội dung gì nên không thể viết được. Sau đó công an xã kêu hai người khác vào kể sự việc để em ấy nghe viết lại. Viết vừa xong thì điều tra viên công an huyện xuất hiện và lấy lời khai ngay. Đây là kiểu mớm cung rất tinh vi. Đặc biệt dù dưới 18 tuổi nhưng làm việc từ trưa cho đến 4 giờ chiều, không được ăn, chỉ uống nước. Đây là hình ảnh toàn cảnh phiên tòa tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long hôm 26 tháng 11. Công an xã thừa nhận có việc viết bản tường trình tất cả 4 lần, đến 2 giờ mới cho ăn bánh bao, thừa nhận không gọi người đại diện tham gia, thừa nhận chỉ mời bằng miệng, không có thư mời, nhưng không thừa nhận đe dọa, bấm cung. Ngay lập tức sau đó lệnh bắt ban hành cấp tốc, dù theo quy định của pháp luật bị can dưới 18 tuổi, không được áp dụng biện pháp tạm giam, trừ trường hợp đặc biệt. Các luật sư liên tục khiếu nại, kiến nghị lên ban nội chính, chánh oán tòa án tỉnh Vĩnh Long, viện trưởng viện kiểm sát tỉnh Vĩnh Long, nhưng mọi thứ im lặng. Các luật sư nhắn tin trực tiếp cho chánh án cũng im lặng luôn. Hậu quả là cháu không thể tự đi và có dấu hiệu bị teo chân vì bị giam quá lâu và tiền sử hồi nhỏ bị sốt xuất huyết phải đi các bệnh viện để cấp cứu. Gần 7 tháng, một đứa trẻ đang học lớp 11 sút mấy cân, tâm lý hoảng loạn. Em kể đêm nằm không ngủ được, bạn cùng phòng thương nên xoa bóp chân, đi vệ sinh thì phải có người dìu. Còn người mẹ vì quá đau đớn và chấn động tâm lý nên đã bỏ nhà đi lang thang. Một đứa trẻ đang sống bình yên, học lớp 11, mang bao nhiêu ước mơ, giờ đây đang đối diện với sự oan nghiệt, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Luật sư Lê Ngọc Luân đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Người Việt Nam sang Anh ra đi bằng mọi ngả, ở lại bằng mọi giá. Thảm kịch 27 người chết đuối ngoài khơi Calais do
thuyền bị đắm khi tìm cách vượt biển vào Anh hôm 24 tháng 11, trong đó có phụ nữ, ba bầu và trẻ em, một lần nữa lại làm rung động lương tâm thế giới về nạn buôn lậu người, nạn nhập cư lậu và bi kịch của những người sẵn sàng liều chết rời bỏ quê hương ra đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở các nước khác. Từ nhiều năm nay, các nước châu Âu đã phải đối phó với tình trạng nhập cư lậu, trong đó Vương quốc Anh được nhiều người di dân bất chấp nguy hiểm tìm đến. Dung thuyền nhỏ, thuyền cao su vượt qua eo biển hẹp giữa English, tức là nước Anh, và nước Pháp là một trong những cách mà những kẻ buôn lậu người sử dụng để đưa người nhập cư lậu vào nước Anh. Còn đối với người Việt Nam, thảm kịch này gợi nhớ đến thảm kịch năm trước với 39 đồng bào người Việt chết trong container đông lạnh tại một khu công nghiệp ở Christchurch, Essex, London vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, cũng đang trong hành trình tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào nước Anh. Đây là hình ảnh di dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em, được cứu sống trong vụ chìm tàu hôm 24 tháng 11, khiến 27 người chết khi vượt biển sang Anh từ Pháp qua eo biển Manche. Ngoài con đường xuất khẩu lao động, sau này người lao động Việt Nam lũ lượt rủ nhau tìm đường đi lao động chui. Các tổ chức buôn lậu người, trong đó có cả người Việt Nam tham gia hoặc cầm đầu, ngày càng hoạt động tinh vi. Mức độ, quy mô với những đường dây nối dài từ Nga hay Trung Quốc sang các nước châu Âu. Từ 5-7 năm trước, nước Anh và thế giới đã được biết đến với những câu chuyện bi thảm về người dơm, tức là người nhập cư lậu. Những con người đã phải trải qua những hành trình dài gian khổ, nguy hiểm rồi ăn trực nằm chờ ở trong những khu rừng của thành phố cảng Calais, Pháp trước khi tìm đường vào nước Anh. Chính phủ Pháp đã cố gắng càn quét dọn dẹp khu vực này vào tháng 10 năm 2016, nhưng cho đến giờ vẫn có những lán trại người Việt và người nước khác tìm cách nhập cư lậu vào Anh đang cắm trại ở đây. Sau thảm kịch chết người trong container, người Việt Nam vẫn tiếp tục tìm đường nhập cư lậu vào Anh. Theo tờ báo Telegraph vào hồi tháng 8 năm 2021 có bài Người Việt di cư góp phần đẩy tỷ lệ người Việt vào kênh cao kỷ lục. Sau vụ 39 người chết, các tuyến đường quen thuộc đã bị kiểm soát gắt cao hơn. Các băng đảng người Việt có mạng lưới buôn người mở rộng khắp châu Âu được cho là chuyển từ xe tải sang các chuyến hành trình bằng ô tô nhằm tránh bị phát hiện. Hoặc họ cho người nhập cư lậu đi bằng thuyền bơm hơi. Số liệu của Hội đồng Di dân Anh cho biết, trong top 10 quốc gia có số người đến Anh bằng thuyền nhỏ từ tháng 1 năm 2020 cho đến tháng 5 năm 2021, Việt Nam ở đứng thứ 5 sau Iran, Iraq, Sudan, Syria. Và tại sao nhiều người Việt vẫn muốn đến nước Anh đến như vậy? Không rõ lý do của các sắc tộc khác như họ quyết định muốn đến Anh, ngay cả khi được Pháp và các quốc gia châu Âu khác cung cấp nơi an toàn hơn để xin tị nạn là gì? Đây là hình ảnh một tiệm nail của người Việt ở Mỹ. Nhưng với người Việt, việc lựa chọn Anh ngoài yếu tố ngôn ngữ tiếng Anh dù khó vẫn phần nào quen thuộc và tương đối dễ học với người tiếng Việt hơn là tiếng Pháp, tiếng Đức, các thứ tiếng Đông Âu hoặc Bắc Âu, thì là việc tìm việc làm chui, tức là cho người quen dễ hơn so với các quốc gia Bắc Âu như Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, vân vân. Dân số chỉ có chừng 5-8 triệu, thị trường lao động nhỏ, người nhập cư khó tìm việc làm, một phần cũng phải vì vượt qua rào cản ngôn ngữ, phần khác là các ngành kinh doanh, dịch vụ tư nhân nhỏ cũng không phát triển. Trong khi đó ở Anh, dân số tới 66-67 triệu người, thị trường kinh doanh buôn bán nhỏ tràn lan như nấm, và chưa kể thị trường lao động chui. Và người nhập cư như vậy mà dễ tìm việc hơn rất nhiều. Cũng cần phải thấy rằng những quốc gia nào mà cộng đồng người Việt đông đảo, làm ăn nhiều như Anh, Đức, Ba Lan, Séc thì càng thu hút đồng bào trong nước tìm đến vì họ có thể tìm việc làm cho người Việt không cần học ngôn ngữ. Không hiếm người sống ở Anh nhiều năm, thậm chí đến 30 năm nhưng vẫn không sử dụng được tiếng Anh ở mức độ đơn giản. Và câu hỏi vì sao nhiều người Việt Nam làm ngành nail và khi kinh doanh nghề nail ở Anh cũng như hơn nhiều nước khác, cùng với một số người giỏi ngoại ngữ, làm nail là một nghề không nặng nhọc, lại dễ học, dễ làm, không cần phải sử dụng ngôn ngữ nhiều, học bằng thực tế, không cần phải lý thuyết. Trong khi đó, nếu học nghề, uốn tóc, cắt tóc, thời gian kéo dài từ 1 đến 2 năm, học và thi cả lý thuyết lẫn thực hành. Học trang điểm, massage hay chăm sóc da, cái gì cũng có phần lý thuyết, thi lấy giấy chứng nhận hoặc có bằng mới làm được. Cũng không có nhiều người chủ Việt Nam kinh doanh mở tiệm làm tóc hay làm đẹp, vì nhiều người trong số họ cũng không giỏi tiếng Anh, không điều khiển được thợ bản xứ, nên tốt nhất cứ mở tiệm nail, thuê người Việt Nam đến làm.
Đây là hình ảnh 39 người Việt chết trong thùng container đông lạnh ở Anh chỉ vì muốn đến nước Anh để mưu sinh. Báo chí trong nước từng có những bài viết về mặt tối của thị trường làm móng tay của người Việt ở Anh, rằng thợ Việt Nam bị trả lương rất thấp, vài chục bảng một tuần, sống chen chúc trong những căn nhà chật hẹp, lao động 6 ngày thì mỗi tuần, mỗi ngày có khi làm đến 10 tiếng như nô lệ. Nhưng thực tế là những cảnh tượng đó nếu có chắc là rất hiếm và cũng khẳng định là người Việt làm Nam làm việc neo tại Anh kiếm sống rất khá. Một thợ làm nai người Việt Nam tùy theo tay nghề, kinh nghiệm sẽ được trả lương từ 1.800 cho đến 2.800, thậm chí 3.000 bảng mỗi tháng trước thuế. Mức lương này phải nói là quá cao nếu so với nhiều người có bằng đại học, đi làm công chức cũng chỉ chừng từ 1.800 đến 2.000 mỗi tháng trước thuế. Nếu như mặt tối là người Việt Nam nổi tiếng với nghề nai trên các tiệm neo thì người Việt thường là nông khách, nhưng mặt khác cũng kinh doanh, cũng tìm biết đủ cách để lách thuế để có thể có lời, mà chuyện này thì không chỉ có người Việt Nam. Các đồng nghiệp nhập cư đến từ các quốc gia đang phát triển khác cũng như vậy. Bên cạnh các tiệm neo, người Việt Nam làm ăn hoàn toàn đúng luật, một số tiệm neo và thợ Việt Nam đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát Anh và các tổ chức nhân quyền vì họ biết người Việt Nam mở tiệm neo thường tìm cách để lách thuế và sử dụng một số thợ không có giấy phép lao động ở Anh. Đây là những việc mà theo luật pháp của Anh là bất hợp pháp và bóc lột sức lao động. Nhưng với người Việt Nam, cho dù có phải ở chật chội, làm nhiều giờ, ngày chủ nhật còn lại chỉ dành để giặt giũ, dọn dẹp và ngủ, thì mức lương đó vẫn là quá tuyệt vời. Đây là hình ảnh một cơ xưởng nơi người Việt Nam trồng cần sa bị cảnh sát Anh phát hiện. Đó là lý do tại sao nhiều người Việt Nam tìm đến Anh và nhiều quốc gia phát triển có cộng đồng đang là ăn nên làm ra khác, bất chấp cái giá phải trả không chỉ bằng hàng chục ngàn bảng mà có khi bằng cả tính mạng của mình. Và cũng không ít trường hợp họ bị rơi vào tay bọn buôn người, bị bán vào trại trồng cần sa hoặc buôn bán tình dục ở Anh. Điều này cũng xảy ra với người Việt nhập cư lậu ở một số quốc gia khác, từ Malaysia cho đến Đông Âu. Và người Việt Nam cũng tìm mọi cách để ở lại. Tìm mọi cách để ra đi, nhiều người Việt Nam cũng tìm mọi cách để ở lại Anh và một số nước châu Âu khác. Nếu không có đủ điều kiện để ở lại một cách hợp pháp, người ta sẽ chạy để có thể ở lại một cách bất hợp pháp. Ví dụ như bỏ tiền ra để làm giấy tờ kết hôn giả, bỏ tiền ra để thuê một ông bố có quốc tịch nước ngoài để làm giấy khai sinh cho đứa con sinh ra ở nước ngoài. Khai là nạn nhân bị buôn người để được tị nạn nhân đạo, thậm chí khai là nhà hoạt động dân chủ bị nhà nước Cộng sản Việt Nam truy lùng gây khó khăn nên xin tị nạn chính trị, vân vân. Ở Anh này chẳng hạn, có nhiều trường hợp các cô gái Việt Nam của Anh làm việc chưa có giấy tờ chính thức nhưng vẫn mang bầu, sinh con, được chăm sóc y tế trong điều kiện rất tốt. Người ta có thể thắc mắc tại sao đang đi làm thuê để sống bấp bênh, giấy tờ chưa có mà còn sinh con làm gì cho khổ. Sau đó mới biết, nhiều người sinh con xong sẽ tìm cách khai sinh cho con với một người có quốc tịch Anh, để đứa trẻ sinh ra sẽ có quốc tịch Anh. Cứ người này làm trước rồi vẽ đường cho người sau làm tiếp. Đây là hình ảnh các lao động Việt Nam ở Ả Rập Xê Út kêu cứu trong cơn đại dịch. Cô nào sinh con cũng có một kịch bản như nhau, là mẹ đơn thân, ông bố của đứa trẻ chỉ đứng tên, khai nhận con trên khai sinh, còn mọi việc là người mẹ phải tự lo, nên các nhân viên xã hội lại động lòng, trắc ẩn. Mới đây vào ngày 14 tháng 9 ở Đức, cảnh sát Berlin đã phá được một đường dây nhận cha giả cho các phụ nữ Việt Nam có mang bầu để họ được quyền lưu trú tại Đức. Một kịch bản giống nhau nữa là khai mình là nạn nhân của một đường dây buôn người. Nhưng một người Việt Nam sống ở Anh lâu năm từng nói với người viết bài này rằng chỉ có khoảng 1% thực sự là nạn nhân buôn người, còn lại toàn tự nguyện bỏ tiền sang đi làm chui. Nhưng khai như vậy để xin tị nạn nhân đạo. Có những người đi làm phiên dịch thì nói rằng trong bao nhiêu trường hợp, chỉ có 1-2 trường hợp có vẻ là nạn nhân buôn người thật, có dấu hiệu bị đánh đập và kể cả bị ảnh hưởng về sức khỏe, thần kinh. Việc khai là nhà hoạt động dân chủ cũng thế, không phải không có một số trường hợp khi ở Việt Nam người đó không hề có bất cứ hoạt động gì phản kháng lại nhà cầm quyền. Nhưng sau khi đặt chân đến đất nước khác thì khai là bị nhà nước Việt Nam truy cùng, giết tận. Nếu về sẽ bị cầm tù, bị giết, đi kèm theo là những bằng chứng ngụy tạo cách này, cách khác. Có những người lên tiếng chỉ trích những người tìm cách nhập cư lậu, cho rằng họ tham tiền nên mới đi và họ chưa chắc đã nghèo khổ, bởi nếu nghèo đã không có hàng chục ngàn bảng Anh để trả cho bọn buôn lậu người như thế. Nhưng thật ra chỉ trích như vậy cũng không công bằng, chẳng ai muốn liều mình ra đi, sống và liều nghiệp vất vả, cực nhọc ở xứ người nếu như có thể sống tốt ở Việt Nam. Và số tiền đó thường là họ phải vay mượn lãi suất cao
hoặc cầm cố sổ đỏ, bán đất v.v. và đi làm quần quật nhiều năm sau mới trả nổi.